là ly đầu tiên các bạn nha, còn lát sẽ có ly thứ hai. Thôi mình sẽ dừng cho bạn xem xíu rồi mình ăn hết ly rồi mình tiếp ly thứ hai ha. Tiếp ly thứ hai các bạn nha. Rồi ly thứ hai. Ok. Rồi. Mình ăn phải ăn hai ly. Tại ăn hai cơm á, với lại ăn lát hàng về. Phải ăn lấy sức ăn lát làm mới nổi. Bê quát hẹn các bạn. Bê quát nặng ha. Hao năng lượng. Rất là ngon. Wow. Các bạn nào rỗi có dịp chúng ta ghé 23 Liên Khu 45 ủng hộ anh già nha. Số 223 đường Liên Khu 45 phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân. Rồi mình xơi thôi. Rồi hết ly thế này các bạn nha. Còn một ít thôi. Rồi mình sẽ xơi hết luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.